Hân hạnh giới thiệu bộ phim Bao Thanh Thiên do Trung Quốc sản xuất. Bạch Long Câu. Đạo diễn Lưu Lập Lập, Lý Bảo Năng. Giám chế Lâm Sơn Hà, Mã Tú Nga. Biên kịch Kim Siêu Quần. Với các diễn viên Kim Siêu Quần trong vai Bao Chẩn, Hà Gia Kính trong vai Triển Chiêu, Phạm Hồng Hiên trong vai Công Tôn Sách, Cao Tĩnh Nam trong vai Trương Long, Quan Lễ Kiệt trong vai Thẩm Nhượng, Đinh Tiểu Long trong vai Dương Triều, Phú Hoàng Giai trong vai Mã Hán, Khương Hoa trong vai Tiểu Điệp, Cảnh Nam trong vai Lục Châu, Từ Minh trong vai Lý Toàn, Đàm Kiến Sương trong vai Vũ Tiến, Long Đức trong vai Dương Bưu, Dương Tuấn trong vai Tôn Cường, Cao Chiến trong vai Âu Dương Xuân, Trương Nhân Kiều trong vai Dương Báo, Ngô Hải Nhược trong vai Triệu Hổ và một số diễn viên khác. Có rồi. Có quyển sổ sách này đủ để chứng minh Thẩm Nhượng đúng là đã mua ngựa xấu, lấy gia thấp báo giá cao, hơn nữa còn nhận hối lộ. Thuộc hạ sẽ đến trại ngựa ngay để họp mặt với đại nhân. Ê, Triển Hồ về. Còn điều gì căn dặn sao? Hôm nay Tiểu Điệp cô nương có đến dịch quán cầu kiến đại nhân, nhưng đại nhân không gặp cô ấy. Thuộc hạ biết rồi. Trên đường về Thương Châu đã gặp cô ấy. Cô ấy... Được rồi, đại nhân đang đợi thuộc hạ. Triển Hộ Vệ. Đại nhân, có đem sổ sách gì không? Đem về rồi. Công tôn tiên sinh cũng xem rồi, đồng thời xác nhận đúng như vậy. Tốt lắm, vất vả rồi. Trên đường có được thuận lợi hay không? Vũ Tiến cản đường, muốn đoạt lại sổ sách. Thì ra hắn đã biết hậu vệ đến Mã Bàng lấy chương cư. Thảo nào hắn phải vượt ngục. Hiện giờ hắn ở đâu? Chết với lưỡi kiếm của thuộc hạ rồi. Đang thương cho hắn vì sự ngu trung. Bây giờ đã có chứng cứ, có thể đến trại ngựa bắt giữ Thẩm Nhượng về quy an rồi. Đại nhân, Triển Hộ Vệ có gì cứ nói. Có thể cho Triển Chiêu đi trước không? Cũng được, bổ phụ sẽ đến ngay. Tạ đại nhân. Cho Triển Hộ Vệ một chút thời gian, đội ngũ lát nữa hãy xuất phát. Dạ. Cho hắn vào đi. Tới đây à? Lát nữa Bao đại nhân sẽ tới.
ta hỏi huynh thêm một lần nữa. Rõ ràng huynh đã biết là kết quả này, tại sao còn ở lại đây để chờ bị bắt? Tại sao không rời khỏi Thương Châu? Rời khỏi Thương Châu thì sao chứ? Từ bỏ số người quý này. Nếu huynh không chịu rời khỏi đây thì không nên để Vũ Tiến đi tìm ta. Hắn chết rồi. Hắn là thuộc hạ tốt, tiếc là hắn đã theo lầm người, làm việc sai trái. Hắn là bằng hữu, giống như ngựa, trung thực đáng tin cậy duy nhất. Bằng hữu chỉ có thể tôn trọng nhau chứ không thể sở hữu. Bây giờ ngươi định làm sao? Tiếp tục trò chuyện với ta, hay là sau khi bao đại nhân tới đây, biết đâu huynh có thể thẳng tay liều với ta? Lần này không phải là tỷ thí so tài, đến điểm là dừng. Kết quả e rằng không như ngươi mong muốn đâu. Chứng minh cho ta xem đi. Được, ta sẽ không để ngươi thất vọng. Tiến nói không sai, ta nên đánh trên lưng ngựa với hậu vệ. Vũ Tiến cũng nói với ta, dựa vào đại đao trên lưng ngựa của huynh nhất định sẽ thắng ta. Đây chính là đạo lý kiêu binh thất bại. Ta không chịu nghe lời hắn, chính vì ta không thể thoát khỏi kiêu ngạo của người học võ. Huynh có cơ hội để thử một lần nữa. Đừng để kiêu ngạo của ngươi hại ngươi đó. Ta chỉ muốn huynh biết, đánh trên lưng ngựa huynh chưa chắc thắng. Lục Châu, nhanh hơn đi. Nhanh lên, nhanh lên. Dạ. Nhanh lên. Nhanh lên. Ngựa ta cởi là Bạch Long, với ngươi không công bằng. Ngươi có thể chọn một con ngựa quý để làm ngựa của mình. Không cần đâu. Lên đi. Thank you.
Quân ở trên lưng ngựa, quả nhiên không ai địch lại. Nhưng không địch lại, quốc pháp vô tình. Bao đại nhân, đây là số ngựa mà ngươi không màng mất mạng, mất cả gia tài để mà đổi lấy. Xin hỏi bao đại nhân có thích ngựa hay không? Bố phủ dù sao cũng là văn quan, đôi với ngựa không tiếp xúc nhiều. Vậy thì bao đại nhân khó mà hiểu được tình cảm giữa người với ngựa. Bố phụ có thể phân biệt thị phi đúng sai, chánh tà thiện ác. Thị phi đúng sai, chánh tà thiện ác chỉ là phán đoán của con người. Con ngựa, nếu đại nhân tốt với nó, nó sẽ tốt với đại nhân. Tuy đại nhân sai khiến, cúi đầu nghe lệnh. Nếu đại nhân đối xử tệ, nó sẽ tệ với đại nhân. Rồi đánh nhục mạ cũng không cử động. Đây chính là người không bằng ngựa, ngựa so với người còn có tính tình chân thật. Nhưng mà ngươi lại vì ngựa mà phạm pháp, vì ngựa phan hình. Không phải hại ngựa bất nghĩa rồi sao? Chẳng lẽ đây là đạo lý thích ngựa? Dám hỏi bao đại nhân, luận tội theo luật, Thẩm Nhượng phải chịu hình phạt gì? Xem thường dương pháp, sai khiến giết người, e rằng khó thoát tội chết. Năm xưa bố phủ đề cử ngươi, hy vọng ngươi có thể làm được hết sức mình, góp sức cho triều đình. Không ngờ lại có ngày hôm nay. Thẩm Nhượng, để bao đại nhân phải thất vọng rồi. Bố phủ phải bắt ngươi về quy án, ngươi còn gì để nói không? Thẩm Nhượng nhân tội phục pháp, nhưng xin bao đại nhân hứa một điều. Nói đi. Đây đều là lương cầu thiên lý rất hiếm có. Sau khi xung công, xin bao đại nhân hãy nhớ trân trọng. Thẩm Nhượng có chết cũng không hối tiếc. Người yên tâm, bố phủ sẽ cho người chăm sóc chúng chu đáo. Thẩm Nhượng, xin thay mặt số thần câu ngựa quý này khấu tạ bao đại nhân. Bạch Long là Sài Dương gia ban tặng, xin bao đại nhân đừng xung công. Bố phủ hiểu rồi. Triển hộ vệ, Bạch Long với Tiểu Điệp giao cho hộ vệ.
Thẩm Nhượng hổ thẹn với đại nhân, không có mặt mũi thọ hình, xin nhận tội tự sát. Tiểu thư. Hạ quan tham kiến Bao đại nhân. Dương Trung. Có hạ quan. Ngươi thân là Thông Phan Thường Châu, thật ra là cùng cấp với Tri Châu, nhưng chỉ có trách nhiệm đôn đốc. Bây giờ Lý Toàn đã bị bổn phủ cách chức, do ngươi tạm thời giữ chức Tri Châu. Sau khi bổn phủ hồi kinh, lập tức trình báo triều đình, phân nhiệm tân nhiệm Tri Châu. Trong thời gian này, ngươi phải làm việc cho tốt, ngôn hành cẩn trọng. Ngươi hiểu chưa? Hạ quan hiểu rồi. Tốt lắm. Còn vụ án Tôn Cường, ngươi đã hiểu hết chưa? Vì vụ này có người phải mất mạng, có một số người đang chết, nhưng người chết là lớn. Ngươi vẫn phải lo những lễ nghi an táng cho tốt. Dạ. Chỉ huy Mã Quân Thương Châu Thẩm Nhượng xem thường Dương Pháp, sai khiến giết người. Bây giờ hắn đã chạy tội tự sát, ngờ quý vì tham lam mà có, xung công tất cả. Triều đình sẽ phái người đến đây để tiếp nhận. Thôi Bao đại nhân, hạ quan đã thu xếp cho mấy con ngựa đó rồi. Mã Quân Thương Châu đã có phó chỉ huy tạm thời thay thế. Ngươi phải hợp tác với hắn, bảo đảm ổn định cho Thương Châu. Hạ quan tuân lệnh. Sau khi về đến Dịch Quan, bổ phủ sẽ khởi hành hồi kinh. Tạm thời sẽ giao Thương Châu lại cho ngươi. Nếu có tình hình đột phát xảy ra, cho người lên kinh bẩm báo bổ phủ. Bao đại nhân yên tâm, hạ quan nhất định tận tâm tận lực. Từ từ bên này. Dạ. Cẩn thận nha. Cẩn thận. Rồi, nhanh lên. Dạ. Nhanh lên đi. Dạ. Nhanh lên. Bỏ lên đi, bên này. Bên này nè. Rồi, đi. Đè lên.
đại nhân. Học trò đã căn dặn chỉ huy tạm thời của Mã Quân, phát quân lương của Tôn Cường cho mẹ của Tôn Cường rồi, đồng thời còn phải quan tâm chăm sóc. Tuy Tôn Cường là người bị giết, dù sao cũng đã phạm tội chết vì đã cướp đoạt tài sản của dân. Cảnh ngộ của mẹ hắn khiến người ta phải đồng tình, nhưng không thể giúp được gì. Về phía Thẩm Điệp, tình hình thế nào? Đại nhân, học trò làm theo chỉ thị của đại nhân, đã dặn Mã Quân trong tài sản của Thẩm Nhượng giữ lại một phần cho nhu cầu trong cuộc sống của Thẩm Điệp, số còn lại sẽ xung công giao nộp quốc khố. Phủ đệ của Thẩm Nhượng ngày mai sẽ bị thu hồi. Vậy thì Thẩm Điệp sau này phải sống ở đâu? Có Lục Châu ở bên cạnh, nghe nói cô ấy định trở về quê nhà sinh sống. Cô ấy thật đáng thương. Trải qua câu chuyện bi thương này, e rằng sẽ bám theo cô ấy suốt đời. Triển Hộ Vệ đâu rồi? Triển Hộ Vệ đi thăm Thẩm cô nương rồi. E rằng Thẩm Điệp không hẳn chịu gặp hắn đâu. Muội đã từng cố gắng cầu xin Bao đại nhân, cầu xin Triển Chiêu, nhưng muội không ngờ trong lòng họ tình không bằng pháp, pháp bất dung tình. Muội không thể giữ lại mạng sống cho ca ca. Muội bất tài, xin ca ca tha tội. Ca ca ngày mai ở đây không còn là nhà của chúng ta nữa. Muội sẽ mang linh dị của huynh về quê nhà. Chúng ta sẽ ở đó, muội sẽ ở bên cạnh huynh suốt đời. Ca ca biết không, ca ca là người thân duy nhất của muội. Muội cảm kết quên 20 năm qua đã chăm sóc muội. Bắt đầu từ hôm nay, ca ca không còn ở bên cạnh muội nữa. Muội sẽ chăm sóc tốt bản thân, xin ca ca yên tâm. Huynh hãy ra đi thông thả, ở đây Tiểu Điệp sẽ tiễn biệt huynh. Muội gặp Triển Chiêu, muội cứ tưởng điều này do trời định, nhưng muội không ngờ
được gặp nhau trong biển người mênh mông. Điều đổi được là kết cục đau khổ như vậy. Tuy là Triển Chiêu đã có ơn với muội, nhưng kết cục ngày hôm nay muội giữ không thể hận huynh ấy, nhưng cũng không thể yêu huynh ấy. Nếu huynh ấy muốn sống không thẹn với lòng, vậy thì Tiểu Điệp cũng phải sống không thẹn với lòng. Điều duy nhất Tiểu Điệp có thể làm được chính là đứng trước linh vị của ca ca, thề với ca ca từ nay về sau Tiểu Điệp không gặp huynh ấy nữa. Bây giờ không những đã vượt qua, hơn nữa mình còn được ở bên nhau hạnh phúc như vậy. Huynh đã nói với muội rồi, sẽ ở bên nhau mãi mãi. Muội nhớ huynh đã nói, trên đời này không có gì có thể chia cắt chúng ta. Đây là lời hứa của huynh, huynh nhất định làm được. Lục Châu, muội đừng dìu ta nữa. Tiểu thư, tiểu thư không thể không có người dìu mà.
Không phải, ta muốn để Triển công tử một mình dìu ta. Dạ. Cẩn thận nha. Dạ. Bao đại nhân công tư phân minh, không vì tình riêng. Vậy huynh có thể không đưa chứng cứ cho ông ấy không? Huynh không thể. Muội xin huynh, muội thay mặt ca ca xin huynh, muội xin huynh, nếu có thể miễn tội chết cho huynh ấy, muội đồng ý thay huynh ấy chấp nhận mọi hình phạt. Muội xin huynh. Đừng ép huynh nữa, xin huynh vô ích mà. Huynh ấy đã phạm pháp không ai cứu được đâu. Nếu như huynh ấy thoát được sự chế tài của quốc pháp, những người mất mạng vì huynh ấy phải nói thế nào đây? Ai xin tội cho họ? Ai có thể xin lại mạng sống cho họ đây? Không kịp rồi. Nhưng huynh ấy là ca ca muội. Huynh ấy là ai mà có khác biệt chứ? Huynh cũng như muội đều không muốn có kết quả này đâu. Bao đại nhân cũng không muốn, nhưng bọn huynh không thể làm khác được. Nếu muội muốn huynh làm người đường đường chính chính, có thể trí trực trí tráng mà sống, đừng vì ca ca muội mà cầu xin ai nữa. Về phủ đi. Rồi sao? Đúng vậy, tiểu thư, e rằng sau này hai người không thể gặp lại nhau rồi. Huh?
Thương cho người si mê ngựa như Thẩm Nhượng, dù sao hắn cũng mất mạng vì ngựa quý. Điều này cho thấy, một khi đã si mê vật chất thì không thể kiểm soát được bản thân. Chuyện đi đến Thương Châu lần này đúng là khiến người ta có rất nhiều cảm xúc. Đặc biệt là Triển Hộ Vệ và Thẩm Điệp, một đôi tình nhân đang tốt đẹp lại bị chia cách như vậy đó. Đây là tạo hóa trêu chọc con. Triển Hồ Vệ gặp Thẩm cô nương chưa? Cô ấy không chịu tha thứ. Tâm trạng của cô ấy bây giờ đúng là rất khó bình lặng. Biết đâu sau này có duyên sẽ được gặp lại. Không, e rằng mãi mãi không thể gặp lại. Đại nhân, có thể khởi hành rồi. Truyền lệnh xuất phát. Dạ. Tại sao xe dừng lại? Đại nhân, Thẩm cô nương đang ở phía trước. Đi đi.
Tiểu Điệp. Đi với huynh đi. Muội có thể chọn bất cứ nơi nào mà muội đến, để huynh chăm sóc muội, ở bên muội, có được không? Không. Tuy ca ca muội không phải chết dưới tay huynh, nhưng không bao giờ muội quên chuyện huynh không cứu huynh ấy. Trong ngày tháng sau này của muội, không thể mỗi ngày đối mặt với huynh, trong lòng không ngừng nói với bản thân cái chết của ca ca có liên quan tới huynh. Cho nên muội không thể đi với huynh. Hôm nay muội đến là để giao Bạch Long cho huynh, mong huynh đối xử tốt với nó. Không, huynh không nhận được. Đây là di nguyện của ca ca muội. Di nguyện của ca ca muội là giao cả muội cho huynh. Không, muội không thể đi với huynh. Nhưng muội sợ huynh sẽ quên muội. Bạch Long đi theo huynh có thể khiến huynh luôn nhớ đến muội. Nó ở bên cạnh huynh giống như muội đang ở bên cạnh huynh, có thể ở bên huynh mãi mãi.就好，自己快乐满意就好。